Chào tất cả mọi người, hôm nay thì mùng 5 tháng 5 ha, mình lên video về con Thinh Bắc X1 Carbon sản xuất năm 2018 và cái tên của nó là Thinh Bắc X1 Carbon Gen 6 nha mọi người. Đó, Gen 6 là nó là i5 thế hệ 8 mọi người, i5-8350U. Đó. Máy thì còn rất là đẹp, khá là đẹp ha. Chữ X1 Carbon là mọi người, chữ X màu đỏ là của dòng Gen 6 á mọi người. Mỏng gọn 14 inch full HD IPS, máy rất là đẹp nha mọi người, máy đẹp cực kỳ luôn. Mình soạn rồi mình lựa cái con đẹp nhất luôn á mọi người, sạc Type-C, có nhiều đầy đủ các ngõ kết nối và video của mình thì tất cả những video báo về máy tính mình đều có báo giá rõ ràng và chi tiết hết mọi người ha. Tùy theo đẹp xấu như thế nào và mình sẽ báo giá, bất kỳ video nào của mình cũng đều có báo giá hết. À, mọi người xem video thì nhớ lưu ý ha, mọi người không cần phải hỏi giá đâu, video nào của mình cũng đều có báo giá trong video hết. Màn hình 14 inch full HD, màn hình rất là đẹp nha mọi người, không lỗi lầm gì hết. Con máy này là hoạt động hoàn hảo, không có một lỗi gì hết. Phím cũng còn đẹp nha mọi người, phím thì có LED ha, có LED phím. Mọi người mua máy thì mình có tặng thêm mọi người cái tấm dán phím US, phím quốc tế mọi người. Bây giờ nói thiệt với mọi người là ThinkBook hay là bất kỳ những laptop về hàng Mỹ, hàng Nhật, hàng Trung Quốc, hàng Hàn Quốc nó cũng rất là nhiều cái mã. Nhưng mà nếu như mà mình tự tin mình bao cho mọi người hàng của mình nó là hàng Nhật, xách tay về là zin nguyên bản 100%, không có sửa chữa, phím là chữ Nhật đàng hoàng, phím zin hết. Ví dụ như mà mọi người muốn phím quốc tế thì mình sẽ tặng cho mọi người cái tấm dán phím nó rất là đẹp, cái dán là vậy thôi, ký tự quốc tế để mình gõ như mọi người là vừa giữ được nguyên bản của nó, vừa êm vừa mềm, vừa là phím xịn, vừa là hàng xịn chất lượng mà không có bị thay đổi gì hết. Đó, bàn rê chuột rất là mới và mịn, chữ Thinh Bắc cũng rất là đẹp ha. Con máy này là mình thấy là rất là đẹp luôn á mọi người, đẹp, và mình đem ra ngoài sáng nên quay cho mọi người thấy. Nhẹ chỉ có 1,1 kg thôi nha mọi người, 14 inch mà nhẹ 1,1 kg là rất là nhẹ luôn. Lenovo này, X1 Carbon là cái dòng cao cấp á mọi người, có cái chữ X1 Carbon này. Đó, mọi người thấy không, nhìn nghiêng nghiêng mình mới thấy được. i5-8350U, i5 thế hệ 8 mọi người ha. Về chip nè, 8 CPU nè, RAM 8GB và SSD là 256GB. Cái mẫu X1 Carbon thì quá đẹp rồi mọi người, full viền, viền mỏng, máy gọn đẹp với dòng doanh nhân đó mọi người, cho nên nó là quá ok luôn. 14 inch mà nhỏ như những cái mà đời cũ mà 12 inch của những cái dòng laptop khác mọi người, tại vì viền nó nhỏ, nó mỏng vậy nè, máy nó nhẹ nữa, rất là gọn sang ha. Đây là dòng doanh nhân, xuất xưởng rất là cao mọi người. Máy cực kỳ ok, không có lỗi lầm gì hết trơn, không phải chê gì hết, màn hình rất là đẹp nha mọi người, pin trên 3 giờ. Như vậy là đẹp rồi mọi người. Như vậy là đẹp rồi, tại vì máy cũ mà không có sơn phết không gì hết, zin nguyên, nhà mình bán là máy sao là như vậy. Cái nào nó trầy mình sẽ chỉ nó trầy, cái nào nó không trầy là không trầy. Tất cả mua là yên tâm cái chỗ là zin, nó zin đét. Không có phải sửa, không có sửa chữa, không phải sơn phết hay là bùa phép gì hết, nó là máy kèm sạc ha. Ai mua máy thì cọc mình 1 triệu, mình ship code và ba test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Và bây giờ là mình báo giá cho mọi người máy ThinkBook X1 Carbon Gen 6 này là mình báo giá là 7 triệu 2 máy kèm sạc. Ai chốt thì inbox mình nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người nhiều. Mọi người cứ cọc 1 triệu là mình ship code thôi. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, mua con máy nào mình sẽ giao đúng con máy đó. À, chi tiết mình có báo rõ rất là đã luôn nha mọi người. Đẹp như thế này thì Gen 6 này chắc cũng còn một vài con thôi à, không còn nhiều. Ai chốt thì inbox mình ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.